Mến chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh bóng đá hot để cùng cập nhật những thông tin nóng hổi hấp dẫn nhất về tình hình bóng đá nước nhà. Và trong bản tin ngày hôm nay, hãy cùng chúng tôi điểm qua những nội dung chính đáng chú ý ngay sau đây. Vâng thưa quý vị, sau thành tích giành huy chương đồng với đội U23 Việt Nam trên đất Campuchia, hành trình của huấn luyện viên Philip Chuzer với đội tuyển quốc gia Việt Nam sẽ bắt đầu với hai trận giao hữu, lần lượt gặp các đối thủ là đội tuyển Hồng Kông ngày 15 tháng 6 trên sân Lạch Chay Hải Phòng và đội tuyển Syria ngày 20 tháng 6 tại sân Thiên Trường của Nam Định. Qua bản danh sách triệu tập 33 cầu thủ cho hai trận giao hữu sắp tới, người hâm mộ có thể nhận ra những làn gió mới mà chiến lược gia người Pháp hứa hẹn sẽ thổi vào đội bóng để phục vụ cho những phương án chiến thuật mới của đội tuyển Việt Nam. Trong bản danh sách triệu tập 33 cầu thủ của đội tuyển Việt Nam, người hâm mộ sẽ dễ dàng nhận thấy hàng tiền vệ là tuyến có nhiều tân binh góp mặt. Theo bình luận viên Quang Huy, Nhóm cầu thủ gồm Trương Tiến Anh của Việt Theo, Lê Phạm Thành Long, Lâm Ti Phong của Đông Á Thanh Hóa, Bùi Văn Đức của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh và Nguyễn Trọng Long của Công an Hà Nội có thể là những cơn gió lạ trong đoàn quân của huấn luyện viên Chua Giờ. Bình luận viên Quang Huy nhận định, ở V-League năm nay, Trương Tiến Anh đã thi đấu đầy nỗ lực và có nhiều đóng góp trong vai trò mũi tấn công cánh trái của Việt Theo. Tương tự Bùi Văn Đức cũng nổi lên là một cầu thủ đa năng, có thể chơi nhiều vị trí từ phòng ngự đến tấn công dọc theo hành lang trái. Người gây ấn tượng nhất trong những cái tên mới ở hàng tiền vệ là Lê Phạm Thành Long. Cầu thủ của Đông Á Thanh Hóa cho thấy một lối chơi công thủ toàn diện và phần nào có thể ví như một phiên bản can tê của bóng đá Việt. Bên cạnh hàng tiền vệ, những cái tên mới ở những tuyến khác nhiều khả năng cũng sẽ được ông Chưa Dơ cho thử lửa ở luật trận giao hữu sắp tới của đội tuyển Việt Nam. Trong bốn thủ môn ở đợt tập trung lần này, Nguyễn Đình Triệu của Hải Phòng và Trần Minh Toàn của BKMX Bình Dương là hai cầu thủ đã thi đấu ổn định ở V-League trong hai mùa giải vừa qua. Vì vậy theo tôi, xuất lên tuyển là xứng đáng của với bộ đôi này. Ở hàng công, Nhâm Mạnh Dũng cũng hứa hẹn sẽ có nhiều cơ hội thể hiện mình sau những màn trình diễn ấn tượng ở cấp độ U23. Ngoài ra, việc huấn luyện viên Chuzer áp dụng mô hình tập luyện hỗn hợp trộn lẫn giữa đội tuyển quốc gia và U23 cũng giúp những cầu thủ trẻ có màn thể hiện tốt sẽ có cơ hội được ra sân gặp các đối thủ là Hồng Kông và Syri. Trong ba tuyến của bản danh sách triệu tập đội tuyển Việt Nam chuẩn bị cho hai trận giao hữu sắp tới, dễ dàng nhận thấy hàng phòng ngự là tuyến giữ lại nhiều di sản từ thời ông Park Hang-seo. Theo bình luận viên Quang Huy, đây là điều dễ hiểu bởi hàng phòng ngự là nơi đề cao sự an toàn và trong bản danh sách cũng là những gương mặt cứng cựa đã chứng minh được năng lực ở cấp độ đội tuyển. Bình luận viên Quang Huy nhận định, ở kỳ SEA Games 32 vừa qua, đội U23 Việt Nam dưới thờ huấn luyện viên Chu đã thể hiện được những ý tưởng tấn công tốt, những bài đánh phối hợp đa dạng. Tuy nhiên về mặt phòng ngự, hàng thủ của đội chưa có sự tổ chức tốt, dẫn đến những bàn thua đáng tiếc. Huấn luyện viên Chua Dơ luôn mong muốn xây dựng lối chơi mở, khoáng đạt. Tuy nhiên theo tôi, nền tảng của một đội bóng cần được xây dựng từ hàng phòng ngự chắc chắn. Điều ông Chua Dơ chưa có với đội tuyển U23 Việt Nam. Với những cái tên giàu kinh nghiệm ở hàng phòng ngự trong đợt tập trung lần này, huấn luyện viên người Pháp sẽ có đầy đủ những chất liệu để xây dựng đội bóng theo ý tưởng của mình. Vì vậy, hai trận đấu sắp tới của đội tuyển có thể là màn kiểm chứng cho khả năng tổ chức phòng ngự của đội tuyển dưới thời huấn luyện viên Chuzer. Bên cạnh những tân binh và màn hòa nhập của các cựu binh với lối chơi mới của thầy Chuzer, nhóm ba cầu thủ thi đấu ở nước ngoài bao gồm Quang Hải, Văn Toàn và Công Phượng cũng thu hút sự chú ý của người hâm mộ ở đợt tập trung đội tuyển lần này. Bình luận viên Quang Huy cho hay, trở ngại với bộ ba cầu thủ này là thời gian thi đấu hạn chế ở các đội bóng nước ngoài. Điều sẽ khiến họ khó duy trì được phong độ và cảm giác chơi bóng tốt nhất. Tuy nhiên trong bối cảnh các trận giao hữu không đặt nặng kết quả, theo tôi việc triệu tập Quang Hải, Công Phượng và Văn Toàn là điều cần thiết để nhóm cựu binh này làm quen với thầy mới và với triết lý bóng đá mới. Mục tiêu gây ấn tượng với thuyền trưởng mới cũng sẽ giúp nhóm cầu thủ này có động lực làm mới mình với những cách chơi, cách tiếp cận trận đấu, từ đó giúp những miếng đánh tấn công của đội tuyển thêm đa dạng và khó lường bình luận viên quang huy nói tiếp qua bản danh sách triệu tập lần này có thể thấy triết lý của huấn luyện viên philip chozer có những sự khác biệt so với người tiền nhiệm khi ông lựa chọn nhân sự dựa trên phong độ và khả năng thích ứng với lối chơi mới điều này tạo ra cơ hội cho nhóm cầu thủ trẻ và những gương mặt chưa có nhiều dịp thể hiện tài năng ở đội tuyển việt nam được bước ra ánh sáng đây là điều cần thiết với đội tuyển trong thời gian chuyển giao giúp đội hình của binh đoàn rồng vàng thêm giàu sức cạnh tranh hoàn thiện hơn trong hành trình sắp tới Đội tuyển Việt Nam với nỗi lo tiền đạo Giống như dưới thời huấn luyện viên tiền nhiệm Park Hang Seo, huấn luyện viên Philip Chuzer đã phải đối mặt với nỗi lo hàng công thiếu sắc bén khi đội tuyển Việt Nam chuẩn bị hội quân ở đợt tập trung tháng 6 năm 2023. Dù đã gọi 6 tiền đạo là Nguyễn Tiến Linh, Phạm Tuấn Hải, Nhâm Mạnh Dũng, Nguyễn Công Phượng, Nguyễn Văn Toàn, Đinh Thanh Bình, nhưng huấn luyện viên người Pháp vẫn không thể yên tâm khi các cầu thủ này đều có phong độ không cao ở mùa giải 2023. Trong số 6 tiền đạo được triệu tập lần này, Nguyễn Tiến Linh và Phạm Tuấn Hải là hai tiền đạo nội có thành tích ghi bàn tốt nhất tại V-League 2022 và họ cũng là sự lựa chọn tối ưu nhất của huấn luyện viên Park Hang-seo cho vị trí cao nhất trên hàng công của đội tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2022, giải đấu mà Tiến Linh đã giành danh hiệu vua phá lưới với 6 bàn thắng. Tuy nhiên, sau khi trở lại với V-League 2023, Tiến Linh mới chỉ ghi vỏn vẹn một bàn thắng trong 10 trận đấu. Những con số báo động với chân sút số 1 của đội tuyển Việt Nam Một trong những nguyên nhân không nhỏ khiến cho tiền đạo số 1 của đội tuyển Việt Nam chưa thể tỏa sáng được như kỳ vọng tại V-League 2023 đó là sự xuất hiện của Rimario trên hàng công của BKMX Bình Dương. Với sự góp mặt của Rimario, các huấn luyện viên của BKMX Bình Dương bố trí ngoại binh này chơi cao nhất trên hàng công còn Tiến Linh thường xuyên được xếp chơi tiền đạo lùi hoặc tiền đạo cánh. Ở vị trí không phải sở trường, Tiến Linh không có nhiều cơ hội bắn phá khung thành đối phương, khi anh phải di chuyển nhiều hơn, chơi xa khung thành của đối thủ. Bên cạnh đó, theo chia sẻ của huấn luyện viên Lê Huỳnh Đức, Tiến Linh đang gặp chấn thương nên đội bóng không mạo hiểm với anh. Huấn luyện viên của BKMX Bình Dương bày tỏ: "Tôi muốn sử dụng Tiến Linh lâu dài hơn nên không cố chơi bằng mọi giá. Tôi từng trải nên nắm rõ, nếu bất cẩn và vội vã, chấn thương sẽ kéo dài và chấm dứt sự nghiệp." Đối với trường hợp của Tuấn Hải, Tiền đạo này cũng chưa để lại nhiều dấu ấn sau 11 vòng đầu tiên của V-League 2023, khi anh mới chỉ ghi được hai bàn trên 10 trận. Dù trên sân Tuấn Hải vẫn thi đấu sông sáo, nhiệt huyết, nhưng khi tuyến tiền vệ của đội bóng thủ đô gặp những vấn đề khác nhau, đã phần nào ảnh hưởng đến phong độ ghi bàn của chân sút này. Tính đến thời điểm hiện tại, bộ đôi tiền đạo đang chơi bóng ở nước ngoài của đội tuyển Việt Nam là Nguyễn Văn Toàn đã cho câu lạc bộ Seoul Eland của Hàn Quốc và Nguyễn Công Phượng ở Yokohama FC Nhật Bản vẫn chưa có cho mình bàn thắng đầu tay tại các giải đấu mà họ tham dự. Thậm chí sau hơn nửa mùa giải thi đấu tại Nhật Bản, Công Phượng mới có vỏn vẹn một phút được ra sân thi đấu. Việc chỉ tập chay không được ra sân thường xuyên tại đội bóng mới sẽ ảnh hưởng nhiều đến phong độ của Công Phượng khi về tập trung đội tuyển Việt Nam. Theo phát biểu mới đây của huấn luyện viên Philip Chuzer về việc một số tuyển thủ Việt Nam không xứng đáng được lên đội tuyển, huấn luyện viên người Pháp cũng nêu đích danh trường hợp của Công Phượng khi cầu thủ của Yokohama FC không đáp ứng được tiêu chí phong độ ở đội bóng chủ quản. Công Phượng nhận được tấm vé vớt bởi huấn luyện viên Philip Chuzer mới dẫn dắt đội tuyển Việt Nam và ông muốn tạo điều kiện cho cầu thủ từng được ví như là Messi của Việt Nam có cơ hội thể hiện mình. Trong khi đó thì Văn Toàn được thi đấu thường xuyên hơn với 331 phút thi đấu tại K-League 2, trong đó có 3 lần đá chính và 5 lần vào sân từ băng ghế dự bị. Tuy nhiên Văn Toàn cũng chưa để lại nhiều dấu ấn trong màu áo câu lạc bộ mới. Dù mỗi lần được trao cơ hội thể hiện trên sân ở vị trí tiền đạo lùi hoặc tiền đạo cánh, cựu cầu thủ của Hoàng Anh Gia Lai vẫn thi đấu sông sáo với những pha đi bóng tốc độ. Đã có những cơ hội dành cho Văn Toàn, nhưng tiền đạo của đội tuyển Việt Nam vẫn chưa cho thấy cái duyên ghi bàn. Nội dung trên đây cũng đã khép lại chuyên mục tin tức tổng hợp của kênh Bóng Đá Hot. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Kính chúc quý vị và các bạn luôn khỏe mạnh, bình an và xin hẹn gặp lại các bạn ở kênh Bóng Đá Hot trên những video tiếp theo.